Alo, bé đó hả? Bé có khỏe không? Anh khỏe, anh nhớ bé quá à. Nè nè, anh đang ở Nha Trang. Sáng bé bị bệnh hả? Anh bị cảm mấy bữa nay. Cái giọng bé lạ quá à. Không sao đâu, anh lo cho bé thôi mà. Nè, sáng chủ nhật anh về, bé ra sân bay đón anh gấp nha. Bé ơi, bé ráng chủ nhật bé về với em nha. Ôi trời ơi, nói thì ghét quá à. Thôi thôi thôi, thứ sáu anh về, thứ sáu anh về nha. Ủa sao vậy? Tại vì vé thứ sáu em phải dẫn mẹ đi khám bệnh, mẹ ở dưới quê lên, mẹ bị bệnh Ủa mẹ rồi. bệnh hả? Dạ. Thôi vậy thứ sáu thứ bảy anh về thăm Thôi mẹ nha. không được, thứ bảy cũng còn bệnh, chủ nhật mới hết bệnh. Thôi được rồi, sáng chủ nhật anh về. Vậy Bé nha. nhớ ra đón anh nha. Dạ. Nè, bảo trọng sức khỏe nha. Dạ, dạ khoan. Rồi, Bé ngoan ơi, nha. bé có muốn quà cho em không ạ? Ồ, anh mua quà cho bé nhiều lắm hả? Thiệt hả? Rồi, thôi tạm biệt Thương bé nha. nha. Khoan, Hả? chia tay, chia Chia tay. tay, chia tay. Minh mẫn lắm chứ. Nè cục cưng ơi, đây thấy không? Em thích cái này quá à, bông xinh xinh đúng không? Đúng vậy nè, quan trọng là cái mặt nè, thấy chưa? Thấy chưa? Cái này là khoảng bao nhiêu vậy hả? Cái cây vàng đó. Thôi em không chịu, em không chịu. Gì vậy, gì không chịu? Kìa, bị phạm rồi kìa. Nó đưa coi coi. Thôi vàng giả rồi. Không dám vàng giả đâu, chờ chút xíu coi. Tại đó, thấy chưa, nó bị cái gì rồi kìa. Con mắt của anh đó thì nó cũng hơi... Hôm hem. Cái gì? Hôm hem. Nó hơi bị diễn thị chút xíu thôi, cho nên là coi đó không. Thôi đi đổi lại cho em đi, em không chịu cái này. Mẹ kim bé tiệm vàng này bán buôn kỳ cục quá trời. Không giờ sao? Trời ơi, thợ bạc quá chắc tụi què hoặc hay sao mà làm với chuyện gì mà bị hư á, mẻ hết mắt trời. Thấy chưa? Thôi được rồi, cứ đeo vô đi. Nha. Rồi á, vài bữa cái anh thấy cái anh đổi cho em sợ khác. Hướng à? Được không? Nhưng mà xí nữa. Không cho nữa hả? Nhưng mà em nói nghe nè, tại sao anh còn hứa cái gì nữa, anh phải nhớ luôn đi. Hứa gì? Nhớ rồi. Nhớ gì? Mày mua cho em nguyên cái bộ váy phải không? Đúng rồi. Váy gì mà mini váy phải không? Mà tới 48 hay 84 cái nút colo màu phải không? Đúng rồi. Hay không? Mua chưa? Sẽ mua. Thôi tôi sẽ, có nghĩa là chưa đúng không? Thì từ từ anh mua. Tôi sẽ từ từ hoài vậy hả? Anh còn nhớ là anh sẽ mua cho em chiếc xe ghim nữa nè. Hay không?
hay không? Thông minh quá, giờ tôi thưởng nè. Em nói cho anh nghe nè, nếu như mà anh không mua xe cho em là phiền lắm. Sao phiền? Tại vì sắm chi cái điện thoại di động mà không có chiếc xe đi, đi kỳ quá à, đi bộ hoài mệt người ghê vậy đó. Biết rồi, sẽ sắm. Chứ lại vậy nè, hôm qua nha, em đi ra ngoài đường nha. Ừ. Bất chợt em đi ra ngoài đường tự nhiên nha, bốn thằng thanh niên đẹp trai cực kỳ luôn. Đâu đâu cổ khoảng tuổi em thôi mà tự nhiên nhìn em nhìn vậy nè, trời ơi em chớ giới ghê. Không biết có nên nhìn lại không? Giờ anh thấy làm sao, có nên nhìn không? Tình huống đó đó. Sao căng thẳng quá vậy? Người ta thiệt tình cái căng quá vậy, mặt quạo quá à. Giờ muốn gì? Tôi muốn gì mới hỏi nè. Anh cấm em nha. Sao vậy? Anh cấm bắt em là không được nói chuyện với anh mà khi đề cập tới những thằng trai trẻ nha. Không phải, nó nhìn em. Nó nhìn em hay em nhìn nó? Nó nhìn em. Anh nói thiệt nha, anh mà phát hiện em đi với thằng nào là anh luộc thằng đó cho em coi. Mà anh luộc luôn cả em luôn đó. Em muốn không? đừng giận. Nhưng mà em làm anh mất hứng rồi. Tự nhiên nó nhắc tới mấy thằng trẻ. Trẻ nhưng mà nhiều khi nó lợi dụng, nó ăn tiền của em rồi. Vậy hả? Nhưng em biết vậy á là phải đi mua xe cho em liền nghe không? Yên tâm. Xong cái vụ này không những anh mua xe riêng cho em, còn cất cái nhà cho em nữa. Thiệt hả? Hai đứa mình sẽ tay xây tổ uyên ương Hồ Mộng Điệp. Hồ Mộng Điệp. Ừ. Thôi đi ông ơi, ông làm như tôi trong phim Bao Công đem tôi ra xử rồi sao có Hồ Mộng Điệp trong đây nữa. Trời ơi, Hồ Mộng Điệp là Quyên Ương á. Vô cái máy đá phe này là có nhà cho em, có xe cho em liền. Ôi, áp phe gì có cứ nên kể cho em biết không? Không có kể được. Sao? Bí mật. Không kể được. Bí mật, bây giờ. Kể được rồi thôi, không đi chơi. Không được. Bữa nay phải đi xong mà anh có xe có nhà cho em. Thôi vô. Giờ nói nghe nè, bây giờ đi chơi phải không? Đi chơi. Với một điều kiện. Điều chuyện gì? Đi chơi xong rồi ghé chỗ mua xe luôn. Em là phải vậy với anh. Chuẩn bị đồ đi anh nha. Anh ơi. Hả? Anh ơi. Gì? Nghe nè. Hả? Chút xíu đi chơi xong á, rồi xong xuôi cái hai đứa mình tranh thủ đi ăn thằng lằn chim muối thôi. Công nhận. Già như mình mà còn cua được, em trẻ khỏe vậy cũng đỡ dữ lắm chứ. Anh nói xấu gì vậy? Không, anh không có nói gì hết đó. Anh nói là em trẻ, em khỏe. Em xinh đẹp thôi. Mà em ơi, sao tối ngày em cắt cái điện. Sao tối ngày em cứ kêu anh á là dắt em tới mấy cái nhà hàng ăn toàn là thằng lằn, ăn động vật bò sát không à? Trời ơi, ông này quê quá à. Trời ơi cha, dạo này ăn cái đó mới là mua đen đó cha. Mua đen gì kỳ cục à, mấy cái đó mấy con tuyệt chủng phải để cho nó sinh sản cho thế giới này có đi mà còn dòm ngó cho ăn hoài sao được em. Ủa hai lúa quá à, vậy? Cấm nha, cấm nha. Anh già thì có già thiệt nha, nhưng mà em đừng bao giờ mà nói chuyện với anh là nói anh là hai lúa nha. Anh không phải là hai lúa nghe chưa? Biết rồi. Nhưng mà từ khi em biết anh tới giờ em không biết tên anh đâu, anh nói tên anh cho em nghe coi. Anh tên gì em biết không? Tên gì? Sao Bảnh. Vậy mà tưởng sao lúa. Đừng nói dối quá, nó giận rồi nha. Thôi nè, bác nhau khác kêu. Ôi, bác nhau khác kêu. Rồi rồi, thôi đi. Đi ha. Nhưng mà trước khi đi, thưởng anh cái. Chị hả? Nó nhà đầu kêu dữ hả? Ở trong sân nhà chị nói chuyện được rồi, tự nhiên nó kéo qua đây rồi gì lành ơi gì lành đi đi mất tiêu rồi. Nói đầu nghe nói chuyện gì lành hôm qua sẵn gì lành rồi nói nghe cho nó xuôi tai chứ hai chị em mình nói giống như là nói xấu người ta vậy. Không xấu gì à, bây giờ thôi ngồi đây chờ bây giờ chút xí hả? Tôi nói hả? Giờ thiệt để tôi hỏi chị một lần nữa nè, cái chuyện đó là có thiệt không? Trời. Cái chuyện của gì lành nó lại ông Sáu Đạo á. Sao không thiệt? Kỳ này á tôi nói hả, mấy lần trước người ta nói tôi là hay phao tin đồn nhảm. Nhưng mà lần này chắc chắn 100%. Để dành tiền đi, thiệt tới nhà rồi ở rồi tin với không tin. Trời. Vậy là hai người này lấy nhau là chứ sao? Ừ. Không. Y trời ơi. Nghĩ sao ở chừng đó tuổi thì được rồi đi lấy ông Sáu Đạo trời. Bà lạc hậu lắm. Bà ơi. Sao? Sao chị lạc hậu vô cùng vậy? Có đọc sách báo gì không? Coi tivi gì chưa? Không. Nó ở bên Tây á, có ông già 92 tuổi, lấy bà 81 tuổi,
ta nói đầu có ổng thì hối lên vậy nè, còn bả rụng răng. Mà hai người cũng đám cưới nhau lớn lắm, tình lắm bà ơi. Tao nói đám cưới mà ôm nhau thành nẻo á, tình tứ lắm á. Bà lạc hậu á. Chín mấy tuổi lấy bà, tám mấy tuổi rụng răng hả? Ừ. Ở bên Tây đâu có màn cạo gió, lấy giờ làm gì trời. Bà cạo gió ở bên đó nó phạt bà chứ ở rồi cạo gió. Ông nội mẹ ơi, ở bên Tây lấy được chứ bên mình lấy được chắc là chết. Không có dám chôn trong làng trong xóm, chắc lên núi chết hết trên đó. Thôi đừng có nói chuyện là xào quần. Nó có chuyện bà lành đây nè. Dạ. Đó, hết người lấy rồi lấy ông đạo vào đây rồi cản cái đám cưới này lại. Chị ơi vậy chị á, tại chị á không có lấy chồng chị không biết chứ lấy chồng nào? Vui lắm chị ơi, đàn bà con gái gì phải lớn lên phải lấy chồng chứ, vui lắm à. Vui lắm không? Ừ. Vui quá cho nên thím lấy ba đời chồng á không. Tao nói cái thằng đầu á lấy về á nó đánh như đánh bồ lúa để hai đứa con rồi bỏ, rồi thằng sau nó cũng lấy về rồi tao nói mèo mã gà đồng, tao nói thôi làng trên xóm dưới con gái ai nó cũng tán tỉnh, nó cũng ghẹo chọc rồi cũng ghen lên ghen xuống rồi ốm lên ốm xuống, ở không được rồi cũng bỏ để hai đứa con cứ lãi nhãi hoài trận. Rồi thằng thứ ba tôi nói thôi đừng có lấy nữa, thôi được rồi, thôi cũng lớn tuổi rồi, thôi ở nuôi bốn đứa con là hủ hỉ mẹ con nha, nhất quyết không. Kỳ này là nói ảnh được, ảnh tốt, ảnh hiền, em phải lấy chị chứ em phải lấy ảnh chứ em sống vậy không được chị ơi. Rồi không nghe lời tôi rồi cũng đi lấy chồng đó, rồi về đó suốt ngày đi nhậu rồi nhẹp rồi ăn rồi không. Ủa vậy chứ sao mà cái chuyện tôi và chuyện hồi xưa để tôi tự nhiên cãi hoài vậy? Rồi nó để lại thêm hai đứa con rồi nó mới bỏ đó, rồi mình sáu đứa con á, vui không? Tự nhiên đời chuyện đời xưa của tôi đi ngồi môi móc ra nói chuyện tùm lum tùm la hết. Nói cho thím biết là nó lấy chồng á phải cẩn thận, còn nếu mà không cẩn thận được nó khổ lắm, thím biết hiểu không? Vậy chứ rồi cái chuyện tốt á sao chị không nói? Tốt chỗ nào? Thì đó cái chuyện ông Sáu Đạo đó. Ông Sáu Đạo á thì bây giờ ông lấy bà lành là hợp lý rồi, có làm sao đâu mà không phải hả? Trời, hai người lấy nhau là hạnh phúc rồi còn gì nữa. Ý thím nói là ông Sáu Đạo là tốt quá hả? Chứ sao? Là xứng với thím lành đó hả? Quá xứng thì tôi thấy quá xứng. Thím ơi, thím còn trẻ người, thím non dại, tôi già chừng này tuổi rồi. Qua đây. Cái kéo đi thành sọt hết chỗ này hết chỗ kia. Giờ cái nhà đó thấy không? Rồi sao? Coi như vậy mà không phải như vậy. Ừ. Thấy dạo này ông kỳ không? Kỳ vậy? Tao nói quần áo, đánh quần, đánh áo coi không giống ai á. Nói diện hơn mấy thằng trai trên thị xã. Rồi qua đây coi bà lành. Cái người như vậy mà phải lấy cái người như vậy. Tội nghiệp bả. Tao nói, trời ơi, nói không được. Nói mất công ông với mình nhiều chuyện. Tôi già rồi, để cho nó có, để yên cho tôi nhờ. Nhưng mà tôi nói là không có được. Thằng trai này coi như vậy mà không phải vậy. Già mà mất nết, hiểu chưa? Chị ơi, mất nết gì chị ơi? Người ta già thì người ta có hạnh phúc của người già. Tự nhiên rồi chị nói là mất nết chứ không có nết. À, chị nói như vậy á, rồi không khéo hả? Rồi thiên hạ họ nói là chị là tầm năng với bà lành á. Thôi tội tôi quá. Không có được đâu. Thôi tội tôi quá, để cho tôi yên nghe thím tôi mà tầm năng cái gì. Nè, tôi hỏi chị vậy nè. Có cái chuyện đó, tôi hỏi chuyện này. Hỏi nhỏ chuyện này nghe nha. Vậy chứ cái hồi mà chị chưa già, chị còn trẻ á, rồi cái cuộc đời chị á, có cái mối tình nào mà nó bầm dập chị lắm không mà tự nhiên tôi thấy chị câu mau dữ rồi chị hả? Thấy hụt hạch rồi thì tôi hỏi vậy thôi, có gì đâu. Trời ơi, cười ha, mấy chục năm mới có người hỏi lại cái chuyện hồi trẻ tôi. Câu mau gì đâu thím ơi, chuyện của tôi hồi xưa cũng đơn giản lắm. Nói đầu ngay là cũng thương anh. Anh trai bên cái truyền xong ở bên Doi bên kia á. Rồi cái rồi cũng tính tới như vậy hay, gia đình hai bên cũng chịu. Rồi cái bà già mới dẫn đi coi thầy. Rồi ông thầy ông mới nói là số tôi sát chồng. Nghĩ thầy phán như vậy mình ráng mình lấy người ta về, rồi lỡ người ta có gì cái tội nghiệp. Có vậy thôi, ở không thôi. Chị ơi, có cái gì chị cờ á? Tự nhiên chị nói thầy bói thầy gì trong đây. Nó nói đến chuyện chồng con là mặt khiến tôi nó tươi như là hoa vậy đó. Còn gì đâu, nói hết đi rồi tôi nói cho mình nghe. Rồi còn có chuyện bà lành á, sở dĩ tôi cản á là tội nghiệp bà. Hồi xưa hồi con gái á cũng đẹp gái lắm, rồi cũng nhiều người để ý mà bị có hiếu. Bà già bệnh suốt, cứ làm bao nhiêu tiền rồi mua thuốc thang cho má. Rồi cái khi mà bà già chết đi á cũng lỡ thầu rồi, tình duyên nó cũng qua rồi. Rồi sống được đến chừng này tuổi rồi tôi nghĩ kiếm người tốt mà lấy,
Còn không có thôi, ở vậy như tôi vậy nè. Đó, tôi ha, tôi nuôi thằng Thái. Tiến là con nuôi thiệt, nhưng mà nó có hiếu có để. Rồi cũng được đi, rồi nó buồn là đi chùa đi chuyện. Có gì đâu, chết cái tên ba cô đơn chỉ cho mà tôi không buồn chứ mà. Chị ơi, tôi nói chị nghe nè. Tự nhiên cái đi tin thầy bói, rồi thầy bói nói chị á hả là sát chồng. Mà tôi nhìn á, hai cái gò má chị có cao đâu sát chồng. Thấy không? Nó xẹp lép rồi thẳng bon rồi cao đâu rồi sát chồng. Ừ ha. Ừ, rồi tự nhiên cái chị nghe cái chị không lấy chồng mà có lấy đâu rồi là sợ chết. Hả? Ờ, vậy ông thầy bói nói sai đúng không? Đúng không? Công nhận. Hả? Thiếm hay thiệt á. Sống hay. Hồi xưa bà già tôi không gặp thiếm hay. Gặp tôi là xong rồi. Còn cái chuyện bà Lành nữa. Thì cái chuyện bà Lành á, bà nuôi bà mẹ bà có hiếu nuôi cho tới già chết rồi. Rồi giờ ở không một mình, rồi tiền bạc á tiệm may rồi ở không chi. Còn trẻ mà, lấy ông sáu đạo là đúng rồi. Bây có giờ gì là sai đâu. Thiếm không biết. Đó, nhà cửa như vậy đó. Công ăn sự nghiệp như vậy đó. Tiền bạc cũng có, nhà cửa cũng có, lấy chồng chi nữa. Lấy giờ cái tuổi này lấy giờ làm cái gì, đẻ đái được nữa đâu lấy. Lấy giờ cái nước nuôi bệnh á, bà ở không ra sướng sướng. Thôi thôi thôi, nó chỉ bà mệt quá. Mấy sao? Ba đời chồng nó đánh lên đánh xuống đường suối người ta. Chị ba, sao giờ này không thấy bà làm cái gì ha? Đi chợ rồi. À, thôi. Ở một mình vậy chứ ngày nào cũng xách giỏ đi chợ. Biết rồi, đại hụ luôn á. Đi chợ rồi ha. Ừ. Hèn chi đi chợ sửa soạn chứ làm gì bà? Thì đó. Lên trên mấy tiệm uống tóc á. Ừ. Ta nói nghe mấy tiệm uống tóc nó rê, nó hê lên á là bà Lành hồi này xí soạn lắm nha, sửa soạn lắm nha. Uống đầu hả? Bao nhiêu thuốc uống tóc á quơ hết em về nhà giấu rồi. Chị để dạ? Dành trữ. Trữ làm gì? Thì trữ để dành nhuộm tóc. Quơ hết chợ giờ trữ nhà hả? Không còn một chai nào hết. Ý chàng ơi, chắc là rủ ông đạo qua hai người nhuộm cho nhau á. Thì nhuộm nhau chứ sao? Cái chuyện đó tôi không biết chứ cái chuyện mà đi chợ mỗi ngày á. Đây. Chưa gì ở trên xóm chợ nó nói rồi. Ở mình làm gì mà ngày nào cũng mua thịt mua cá cá tiết cá ký. Tôi nói trái cây ở vườn mình thì không mua đâu. Đi mua đồ táo Mỹ hả? Tao nói trái nào cho nó như trái bầu vậy đó. Đó. Còn nho trái nào cho nó như cái hột gà. Trời ơi bể đầu chứ không giỡn đâu. Giờ gì chắc cho cha đạo ăn á. Đó nó chưa tốn kém mà làm đề tài cho người ta. Trời ơi tôi nói là không có được. Không có được, người ta cừ chết. Chị, cái gì? Cái chuyện chị biết á là chuyện nhỏ. Ừ. Tôi còn biết chuyện quan trọng hơn nữa. Tới đây, ngồi tôi nói tới này. Tôi còn biết chuyện quan trọng á. Bà đây, con đi về đi chứ ngồi nói chuyện hoài lắm. Tôi kể nghe nè. Cái gì? Bà biết làm sao không? Ừ. Hôm bữa tôi đi ngang nhà bà. Ừ. Thì á hả, mới ghé vô chơi. Ừ. Thì bình thường hai chị em nói chuyện hả ta bà thế giới. Ừ. Mỗi lần bà được lắm, rót cho tôi miếng nước uống. Đằng này họ nói khang của họng, không có miếng nước nào hết. Sao này tệ dữ rồi. Không biết nữa. Ừ. Rồi hả, khát quá, phải bò vô nhà bà, mở tủ lạnh ra. Chà ơi, thấy toàn là tê giác không bà ơi. Lại giống gì đó. Trời ơi, tê giác là cái lon gì đó, cái lon tăng lực á. Bà hút. Bà hút á hả? Ừ. Trời ơi, đất. Genova cái gì đó trời bà. Trời ơi, cái đó là cha sáu đạo hút chứ bò nào hút. Ông nội ơi, trời ơi, chuyện này mà ra chắc là con nít nó cừu chết. Thôi đi về. Thôi là thấy rồi. Ừ, mà sao giờ nhắc tới rồi đó, nhắc ông sáu đạo thấy tới liền. Thôi tôi đánh thật. Mỗi lần cái giờ này là ổng ghé giờ này, ổng ghé bây giờ tới rồi đó. Thiếm tiếp đi, tôi đánh mặt. Bà, ra đi. Ủa là làm gì mà hai bà tụ đây nói chuyện vui quá à, hả? Có gì đâu. Thì tôi với chị á ngồi á hả bàn cái chuyện chừng nào anh đám cưới cho tụi này uống rượu. Vậy thì chừng nào tôi gửi thiệp hai bà tới dự thôi chứ có gì đâu thắc mắc. Mùi dữ ha. Mùi gì à, tôi với Lành sắp đám cưới rồi. Hỏi bà ba cô đơn có đi lựa cái tụi tôi không à, tôi làm mai cho người đi luôn. Tôi có ông bạn nha, năm nay là 76 tuổi rồi đó nha, mà tướng còn ngon cơm lắm. Được rồi, tôi bưng về cho chị luôn. Vậy hả anh? Gả chồng tôi á. Ừ. Đẹp lão lắm. Bạn của cậu á. Ừ. Bả là duyên rồi, thấy không? Tổ nội cha. Cái gì vậy bà? Sao tao vậy mày gả chồng cho tao hả? Cái thứ sao bạn mày, mày để mày trâu với mày nha. Mày để yên như tao nha, không tao đánh chết mày á. Thôi, ừ, tự nhiên cái chửi lên đây. Sao vậy? Gả chồng tôi hết sức rồi. Trời đất ơi, ế chảy dài ra mà cũng bày đặt chảnh nữa. Lỗi chú à, thà tôi ế còn hơn là lấy chồng như chú hả? Hay là bạn của chú hả? Để cho con nít nó cừ. Thôi mà,
Nói cái gì vậy? Cho bà giận rồi bà ra cái gốc cây bà ngồi đó rồi sao? Ừ, cà nanh thôi chứ không có gì hết trơn trời á. Thấy bà lành có người cua còn bà không ai cua bà. Thôi giận chứ không chết tóc là thôi mà, thôi mà không. Trời ơi, bực mệt. Giờ nói nghe nè. Bực mình. Thôi đừng có bực nữa. Hỏi chuyện này ha. Chuyện gì? Sao? Sắp lấy vợ rồi không? Ừ. Chừng nào mới đãi đây? Hả? Thì tôi nói đãi đàn có tiệc rồi. Dạ. Thì này được đãi được mấy mâm? Nhiều ạ. À, bao nhiêu ạ? Ai nấu? Thì có nhờ sẵn rồi, có nhờ hết trơn rồi, tính toán rồi. Ai làm chú rể phụ? Nói chi vậy? Cô dâu phụ ai làm? Nè, tôi nói vậy nha. Nhờ ai làm cô dâu phụ à, nhờ chứ tôi không làm đâu, bận biểu lắm à nha. Trời đất ơi. Tôi không làm nữa, nói trước rồi để anh mời mất công mà. Nói nghe tự tin dễ sợ không? Nói tự tin mà này phát mọc ốc hết trơn rồi à. Gì tự tin không? Bà nghĩ sao bà nghĩ sao mày đám cưới tôi mà bà vô bà nhảy vô bà làm vô phụ bà. Trời ơi tôi nghe tôi đọc. Thì tôi nghĩ đám cưới anh vui. Đám có tôi làm vô phụ cũng vui. Bà hay quá, đám cưới tôi mà bà làm vô phụ không có đứa nít nào dám lại coi hết. Ông nói quá tệ. Mà tôi cũng không có dám mướn người quay phim nữa. Thôi ông ơi. Máy camera nó mới vừa chĩa vô mặt bà là cháy máy liền à. Gì vậy bà làm gì tôi tệ dữ rồi. Trời ơi mặt như phù thủy mà làm vô phụ. Thôi vậy đi. Mọc ốc hết trơn rồi à. Ông cứ giỡn tôi hoài, tôi thấy tôi cũng dung nhan cũng có gì đâu. Bây giờ tôi hỏi là bà nói sao mà làm vô phụ, bây giờ tôi kiếm đồ gì tôi mặc cho bà. Không lẽ giờ bà chơi soi rê. Thôi nói bà chơi soi rê không lẽ lấy hương tấu. Tự nhiên nói vô phụ tự nhiên có gì đâu mà cản đảng anh dữ mà anh. Nếu nói là phải nói tới luôn à. Thôi giờ chuyện gì nè. Ừ. Giờ cái vụ hưởng tình trăng mật á. Hồi nào đi. Trời đất ơi. Hả? Cưới xong rồi hiển tượng trăng mật rồi kể tôi nghe. Sao bà nhiều chuyện quá, sao chuyện tôi ta sao bà hỏi hoài bà ơi. Thì cái chuyện anh kể tôi nghe rồi 2-3 ngày sau thiên hạ mới nghe chứ. Chứ làm sao? Trời đất ơi. Thôi bà ơi, chuyện tôi làm thôi, bà đừng có hỏi, bà hỏi tùm lum cả xóm biết cũng mệt lắm. Ông này ngộ ghê nha. Bình thường á là muốn chơi nổi, muốn cho thiên hạ biết rồi kêu tôi hả phong phanh ra, rồi tự nhiên bây giờ không chịu. Nhớ là nha. Ông không chịu á là tôi á kêu mọi người không có đi đám cưới ông lỗ đám chịu à. Trời đất ơi, bà làm như bà là ông nghè ông cống gì á, bà nói một tiếng là bà con chồng sớm mới đi đám cưới. Đám cưới tôi không cần. Một người cũng được. Làm cái gì phải bu lại coi chứ hả? Quạt xiệt hai sân đông mấy vỏ à coi. Tôi nói ông nghe nha, ông nhớ nha, không có cần tôi nha. Tôi á hả, đây nè, điển hình nè. Bà ba nè. Dạ. Bà cũng phản đối cái đám cưới của ông vậy. Hồi nào giờ ở trong xóm trong làng này á có cái đám cưới nào mà cỡ tuổi ông già cả rồi mà còn ráp lại không? Rồi tự nhiên ông ráp lại rồi mọi người hả hết hồn. Người ta nói gì hay kệ người ta, thấy không? Có người tức á là bởi vì họ ganh, họ ghét, họ ế độ quá rồi cho nên là họ mới tức thấy bà lành vậy à, họ tức thôi. Thì người ta khác còn tôi á, tôi thông cảm cho ông nằm ở trong cuộc. Ngồi tuốt ngoài đây rồi. Thì để tôi nói ông nghe. Trời ơi. Lấy tôi sợ mà tôi mà lấy chồng lấy nhầm bạn chú thôi chết không có đất mà chôn. Thấy chưa? Thấy không? Ôi biết bạn tôi có lấy bà không bà ơi. Ôi mà có chắc gì có đám cưới không mà bày đặt rêu rao không biết nữa. Sao không chắc? Xin lỗi mấy người nha. Tôi á chết vợ còn bà lành không có chồng. À tôi lấy nhau giữa ban ngày ban mặt chứ không phải mèo mã gà đồng đâu, tôi nói cho bà biết. Tôi á tôi thương cảm là mình là cái thứ mèo mã gà. Bà để tôi nói mà làm cái gì mà tâm tức vậy? Bà này tôi không nói chuyện với bà nữa nha không? Đừng có phá đám nha. Giờ tôi thông cảm cho anh rồi, tôi hiểu anh chuyện đó rồi, tôi phi phao cho mọi người á đi đám cưới anh. Vậy có sao đâu mà tự nhiên anh phản đối dữ hả? Đám cưới tụi tôi không cần ai trơn trời. Rồi không cần thôi. Nói thiệt á, một mình bà tới dự cũng được rồi. Một mình tôi á. Không hả? Cần chút trăm năm hạnh phúc, một ngày hạnh phúc cũng được đó. Anh chi mỗi nỗi anh ghét thì ghét. Chuyện tôi để tôi lo. Có cần gì trăm năm hạnh phúc đâu, chỉ cần một ngày thôi. Thấy không? Thấy thằng này nói chuyện không? Không, tôi thử thì chả thôi mà. Chịu không nổi á. Thử. Vậy mà thiếu cũng ráng chứ ngồi thì tôi nói được rồi hay á. Ừ, tao nói thử lòng cũng thôi. Thử làm chi vậy? Cho tròn chạy vô, chẳng chạy đứng đợi có bà lành đâu. Nó dài mỏ luôn á. Thằng hái giúp đỡ tao quá ha. Nó cái mỏ đã nhọn vô trong đứng hả, chờ trong view mỏ. Rồi bây giờ về chưa? Đi về chứ về sao? Ủa, đây nè. Ủa? Đây. Đây bà lành bà đi chợ giờ đưa ra tôi cản được. Thôi bà. Đi ra. Hả? Cái gì vậy? Tự nhiên người ta sắp gặp nhau bà đừng chen vô trong gì bà? Không, tôi nói là không được. Tôi nói là không được cái gì. Bực mình quá không? Về đi. Đồ mấy người mẹ già nhiều chuyện, đang ở không, chuyện người ta xí vô. Chà, nhà cửa khang trang quá ha, mới mùa tủ lạnh nữa ha. Ngon chứ ha. Bốn con hàng.
đưa sách trời cho. Đưa sách trời cho. Trời ơi, mua cái gì mà quá trời quá đất vậy em? Dạ. Đưa sách cho, đưa sách cho. Dạ, cá, dạ cá. Cá hả, cá hả? Cá với cào tươi hả? Dạ. Bỏ tủ lạnh đi ha. Dạ, dạ, bỏ tủ lạnh. Dạ. 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 Bò hút đâu dữ rồi em? Dạ. Ai uống hả? Dạ, mua cho... Cho ai? Dạ, cho anh Sáu. Anh uống hả? Dạ. Vậy mà tưởng em uống chứ. Dạ. Em uống bò hút thì chắc anh đuối quá. Ngồi em, ngồi nói chuyện em. Dạ, dạ, ngồi chơi. Ngồi. Dạ. Ngồi. Nè, nói chuyện á, nãy anh nghe là xưng tôi á nha, không có được á nha. Dạ, tôi á. À, tôi nữa hay không? Dạ, đó. Dạ. Anh nói chuyện với em á, là anh xưng anh, còn em nói chuyện với anh là em phải xưng em, hiểu không? Dạ, tôi. Tôi nữa hay không? Dạ. Giận rồi nha. Dạ, xin lỗi, dạ, em. Em, à, vậy á, được á. Dạ, em. Dạ, nói nậu ngay rồi, hồi đó vợ trong xóm mà lần đầu tiên mới xưng em. À. Mà tại cái tánh từ nhỏ lớn anh Sáu cũng biết đó, cái hơi đàn ông mà đi ngang không anh, em nghe em cũng rỡn da gà. Có gì đâu em rỡn da gà. Anh nói thiệt, anh thương, anh quý em ở chỗ đó đó. Dạ, dạ, dạ. Em nay là 50 mấy tuổi rồi mà em còn con gái. Em không có ở không ngồi lấy đôi mắt như mấy bà kia, như dạ, bà ba với mẹ kia mệt quá. Em mà có công ăn chuyện làm đàng hoàng, anh quý anh thương là ở cái chỗ đó nè. Ơi Sáu nói chuyện đó hoài, trời ơi bà con lối xóm người ta nghe người ta dị nghị chết luôn. Dị nghị gì, em nói mắc cười quá. Bây giờ anh hỏi thiệt em nè, dạ, bây giờ cái chuyện hôn nhân em tính sao? Em trả lời dứt khoát cho anh đi, chứ bắt anh cứ đi qua đi lại hoài mệt quá em ơi. Dạ anh Sáu à, thiệt lòng á thì em muốn tâm sự với anh Sáu điều này. Nói em. Dạ, cái hồi mà má em bệnh mà má em chưa có mất á, ừ, thì có chuyện gì tối lửa tắt đèn anh Sáu cũng chạy qua thăm nom chồm sớm, rồi hai đứa nhỏ nữa, cái tình cái nghĩa đó không bao giờ em quên hết trơn á. Dạ, nhưng mà bây giờ mà muốn bước một bước á thì cũng phải coi chừng dư luận, em sợ quá, thành ra em yên tâm. Dạ. Em yên tâm. Dạ, anh nói thiệt với em. Dạ, nhắc tới bác gái anh thiệt đứt từng đoạn ruột. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình cũng lớn rồi, bác là đi đây cũng lâu rồi. Em thì chưa chồng, anh thì chết vợ. Mình ăn ở với nhau là giữa ban ngày ban mặt, chứ đâu phải là phường mèo mã gà đồng đâu mà em sợ. Họ nói gì thì kệ họ. Họ nói bởi vì họ ganh họ ghét. Họ thấy tình yêu của đâu ta đẹp quá đi, họ ganh họ ghét ở chỗ đó. Dạ em thì em cũng có nghĩ tới chuyện đó. Đó. Thành ra anh Sáu biểu em đi coi bói là em đi coi bói liền vậy. Coi rồi phải không? Dạ. Coi thầy bảy phải không? Dạ. Ông nói sao đây, em nói nghe coi. Ông thầy bảy ông nói cái số của em là nó cao số lắm. Cao số. Là tại vì em chưa có gặp anh. Mà bây giờ em đã gặp được anh rồi á thì phải làm đám cưới liền, và phải làm nội trong tháng luôn á. Dạ. Công nhận cho thầy vải này hay thiệt. Dạ. Cho tiền trả này cho nó đúng dễ sợ. Ủa anh nói gì anh? Hả? À, không có. Ý anh nói thằng trai này cho coi mắt. Mắt tiền nhưng mà đúng. Phải không? À. Đúng. Nè, mới là nè em biết không? Ổng là một trong những cái người mà được bình bầu là thầy giỏi á. Thầy giỏi lắm á. Ổng coi cái đâm ma của má thằng Thủy. Dạ. Mà má thằng Tý, ông nói má thằng Tý tắt thở bỏ vô hòm liệm đóng quan đi chôn, vừa hạ huyệt là trời mưa đi. Mưa không anh? Mà trời mưa là con cháu mừng ăn khám. Ồ vậy hả? Thiệt, bữa đóng quan đem xuống đem ra huyệt là vừa để xuống cái là mưa ao. Ôi trời đất thánh thần ơi, sao linh dữ vậy anh? Trời ơi, thiệt, gia đình mừng ăn khám thiệt. À vậy hả? Một tháng sau nguyên gia đình nó bán nhà luôn. Ủa bán nhà bằng sao khá anh? Không phải bán nhà ở đây, lên thị xã mua nhà mới làm công ty vậy trên trời. Giờ tụi nó khá dữ lắm mà. Tụi đi xe hơi không á. Trời ơi, tụi giàu lắm á. Ông thầy cũng giỏi dữ. Cho nên ông coi là chính xác, em coi là đúng á. Mà ông nói tiếp là sao, em nói cưới mình sao. Dạ. Em lặp lại em. Dạ, dạ, anh uống nước không? Uống nước hả? Dạ, em rót nước. Nước đây uống được rồi, uống được. Không, anh uống nước khác đi. Nước gì? Uống nước ở trong tủ lạnh. Được. Dạ. Dạ, anh chờ em chút. Dạ. Vậy ông nói là nội trong tháng này hả em? Dạ. Dạ. Dạ, em mời anh. Uống tăng lực nữa. Lạnh quá. Thơ quá. Em uống trước đi. Dạ không, dạ, em mời anh. Em nhúng môi trước đi. Dạ, ông bà xưa người ta nói phu sướng phụ mới tùy anh. Phụ tùy phu mới sướng, phải không? Ừ, uống nhúng môi cái đi. Dạ, dạ.
Rồi, còn nhiêu để anh. Hết mẹ là dục luôn. Dạ, thưa anh, chuyện đó là ổng nói là ổng nói là trong tháng này làm đám cưới mà em đang bối rối, em không biết tính toán làm sao đây. Tháng này làm đám cưới? Dạ. Này thứ bảy. Thứ bảy mà tuần này là tuần cuối tuần của tháng này là không? Dạ. Cuối tháng là kết cha. Thôi vậy là thứ hai mình đi đăng ký kết hôn. Ôi trời ơi. Chưa có sắm nữ trang để mà chuẩn bị cho đúng lễ giờ cái chưa đăng ký kết hôn. Bữa nay thứ bảy làm vậy thì cũng không lỡ dở. Thôi thứ hai mình đăng ký kết hôn. Dạ. Rồi thứ ba là đám cưới. Dạ không được. Dạ thiệp mời chưa có mua về, chưa có viết, chưa gửi. Thứ tư được không? Dạ nhưng mà áo cưới chưa có may. Thôi giờ trả giá lần cuối cùng nè. Dạ. Không bớt không lên nữa nè ha. Dạ. Thứ năm được không? Dạ thưa anh sứ. Sao em? Dạ em đồng ý. Trời ơi. Lành ơi. Bao nhiêu lâu nay anh chờ đợi cái giây phút này. Trời ơi, cảm ơn Lành. Cảm ơn Lành dữ lắm. Lành ơi, cảm ơn em dữ lắm. Dạ, ngon. Dạ thưa, nhưng mà em chỉ còn lo không biết hai đứa con. Mừng quá. Không sao đâu, tụi nó rất thương em, tụi nó rất quý em. Nó ước mơ em là người mẹ thứ hai của nó. Dạ. Em yên tâm đi, chuẩn bị đám cưới liền. Thôi, để anh về anh nhắn Lý Đức. Anh Sáu ơi, hả? Đám cưới mình đâu có cần mời Lý Đức làm chi anh? Không phải, Lý là con Lý, con gái của anh. Thằng Đức là thằng trai lớn làm việc ở trên thị xã. Dạ. Chứ không phải Lý Đức này. Dạ. Hiểu không? Dạ, em mừng quá rồi, em. Anh cũng mừng quá, dạ. Xúc động quá. Anh Lành ơi. Dạ. Bây giờ thôi giờ em tính về nè. Coi như là xong cái chuyện cưới hỏi rồi ha. Dạ. Rồi nhà cửa em tính sao? Em tính em ở đây hay là em ở bển? Dạ thôi mình mở luôn hai nhà cho nó rộng luôn đi anh. Anh thấy như vậy. Dạ. Nhà này nhà của em. Không lẽ giờ hai đứa mình làm vợ chồng à? Không lẽ anh là đàn ông con trai cái qua đi ở nhà vợ nó dạ, kỳ không, lắm. Dạ cũng là nhà của anh mà anh không sao đâu. Em nói giờ là rất đúng phải không? Dạ. Một vợ một chồng tức như là mình lấy nhau là của cải là của mình phải không? Dạ. Nhưng mà sợ bà con dị nghị nói anh này kia. Thôi em chịu khó thời gian đầu em về em ở với anh bên bển đi ha. Rồi con ở đây anh. À dạ anh tính nhà ở bển, nhà nó hơi chật chút xíu. Dạ. Anh lên cái gác là anh với em ở. Dạ. Còn ở dưới để cho thằng Đức với con Lý hả? Có bất tiện quá không anh? Không có sao đâu. Dạ. Tụi nó thương em thì tụi nó chấp nhận khó khăn hết trơn hết trọi đó. Dạ. Còn cái nhà này thì đồ đạc em bưng về hờ bây giờ bên nhà anh hết. Dạ. Hả? Còn cái này thì em cho mướn hoặc là nếu mà không được thì thôi mình bán. Chồng đâu vợ đó em, chứ phân ly nữa buồn lắm em. Dạ. Anh nói vậy em nghe phải không? Dạ ông bà xưa mình ta có nói là ừ. Của chồng công vợ ừ. Anh tính sao em nghe theo anh vậy? Anh thương em ở chỗ đó đó, em rất nghe lời chồng. Dạ dạ thôi em xin phép em vô em soạn giấy tờ. Rồi. Có gì mình lên xã đăng ký kết hôn. Vậy ha. Dạ. Vậy là thứ hai mình đăng ký kết hôn nha Lành. Dạ. Trời dạ. Ơi. Dạ em... dạ em vô rồi. Thứ hai là đám cưới rồi. Ba ba! Dì Lành ơi, dì Lành! Có ba mong bên nhà không dì Lành? Ôi! Ba! Ba! Ủa? Cái gì mà mày la đó? Ủa, ba đây mà con kiếm ăn chết luôn á. Gì? Đâu mà để cho dì bé ngoài á. Bé tìm vàng mà nhớ không? À. Đòi nợ 5 triệu. Quá trời ơi vậy? Thiếu nợ nó ra rồi trả tao nợ. Tao mua vàng của bà, tao cũng lo có vụ đám cưới dì Lành mày nè. Mà mày đừng nói cho dì Lành biết cơ chưa? Dạ. Biết rồi, bà này kia nó mệt lắm. Tao muốn dành cái sự bất ngờ cho bà. Dạ nha. Nè, bà nói cho con nghe nhau. Dạ. Cái số vàng mà bà mua ngoài tiệm vàng của bà Kim bé. Dạ. 5 triệu tặng cho dì Lành. Dạ. Sắp làm đám cưới rồi. Khi nào làm bác? Thứ năm tuần sau. Thứ năm tuần sau? Ờ nè, bây giờ là còn giữ cái số điện thoại của con anh này không? Trời ơi, anh hai con phải giữ chứ. Con điện gấp kêu nó về đây làm đám cưới. Dạ, thứ năm này là đám cưới. Đám cưới của bà với lại dì Lành. Dạ. Dạ. Ok dì Lành đi. Khoan, ở đề phụ dì Lành, đừng có nói cái chuyện vàng bạc cái dì Lành nghe nhau. Bất nhớ ngờ chưa? Dành sự bất ngờ cho dì Lành, nhớ nghe chưa? Dạ. Nói là bà với con trai anh nhớ. Dạ. Dì Lành nói dì Lành. Lành ơi Lành. Dì Lành ơi. Lành ơi. Ủa con mới qua hả? Thôi dạ. Dạ. Bây giờ bây giờ anh về nghe không? Dạ. Ở đây có gì thì con nó phụ em nha. Dạ thưa. Tự anh về. À, thôi anh ôi, về. Ôi, dạ. Ba. Ba ghê quá dạ. Dạ. Mày ở phụ gì Lành nha con. Dạ. Anh về nha. Dạ thưa anh về.
Dạ anh về. Gì? 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 Đường này nè, đường này. Đường nào đi. Học cái gì? Trời ơi, nhưng ba quyết định cái giờ gì không biết làm sao con ơi. Bây giờ cái gì? Ủa, đồ gì mấy chưa? Thứ năm cưới mà đồ mấy chưa? Sắp giải còn nguyên. Trời ơi, sao vậy? Chưa có cắt, chưa có gì hết. Sao vậy? Không biết sao đồ người ta mà bữa trước bữa sau dì giao liền mà còn giờ dì cắt áo cho dì mà dì lộng cổng có gì không biết sao bây giờ con. Thôi giờ dì bình tĩnh nè dì nghe con. Bây giờ cắt may cho mình liền để thứ năm này bận đồ. Con á đi không được. Con ở lại phụ dì nó được không được rồi. Bây giờ con chạy ra con điện thoại cho anh hai con về để lo đám cưới cho dì. Nhưng mà con sẽ quay lại liền. Con sẽ quay lại phụ dì nấu cơm nha. Nè dì hứa với con dì cắt đồ cho dì nha. Dì đây con quay lại liền. Dì cắt đồ. Con ơi. Dạ. Dì cắt đồ của dì đi, con quay lại con nấu cơm cho dì. Thôi để dì may đồ. Dì may gì? Ủa sao tự nhiên may đồ mai chi? Tôi cắt đồ. Sớm chứ hồi gia đình cũng hạnh phúc lắm à. Ba con ổng sống vậy ổng nuôi tụi con vậy mà giờ tụi con lớn hết trơn rồi cái suối ổng đi lấy vợ ổng cứ chừng trừ hoài à. Nhưng mà kỳ này bảo đảm là dính cháu rồi con ơi. Sắp đám cưới rồi còn gì nữa. Chứ cha quên nữa, nhắc chuyện đám cưới mới nhớ tao tính đi qua bên nhà mày nè. Con có nhắn ba con chưa? Cái vụ tiền bữa vụ tiền thiếu nợ gì đó. Trời ơi, gần Tết tới nơi rồi, gì không có kẹt vốn lắm đó, con biết không? Dạ, con biết mà. Con nhắn ba con bữa giờ ba con chưa ra nữa hả gì? Chưa thấy đâu. Ôi vậy thôi, bây giờ được rồi. Thôi gì cứ ở nhà đi, để con chạy ù về cái con kêu ba con ra liền. Con biết là cuối năm á gì cũng kẹt tiền dữ lắm. Đúng rồi. Vậy thông cảm ba con nha. Tại vì biết sao nhiều khi đám cưới cái ba con lu bu quá cái ổng quên. Thông cảm. Trời nhắc hoài mấy lần nhớ không Lý? Nhớ nói giùm gì nha con. Trời ơi kẹt vốn chết luôn vậy đó. Trời ơi, đẹp quá luôn nha. Trời ơi, phụ nhớ em quá trời luôn á. Ngồi đây. Ôi, sao vậy? Sao nhìn anh vậy? Sao đâu? Nè, ngồi đây ngồi, anh mua quà cho em nhiều lắm nha. Nè, nhỏ luôn này. Mua cho em mấy chai dầu thơm á. Với lại mà mấy cái hộp mà mấy cái to đẹp lắm đây nè. Còn mấy cái này là anh mua gia đình nha. Sao buồn vậy? Có sao đâu. Giận gì? Em giận quá à, để nói là chủ nhật mới về cũng như hôm nay về hết hồn hết vía luôn à. Nói nghe nè, cơ quan anh kêu về có cuộc họp quan trọng, sẵn anh kết hợp luôn. Có phi vụ này ngon lắm nha, anh đang gom tiền để chuẩn bị làm cưới cho mình đó. Gì? Phi vụ hả? Ừ. Anh đừng có nói dối nghe, anh tranh thủ anh về sớm đi chơi với thư ký của anh phải không? Rồi nữa thôi ông. Ghen bữa nay. Vậy là yêu dữ lắm nè. Không có đâu. Anh về đây nè. Học quan trọng. Nhưng mà chủ yếu là kiếm tiền là đám cưới. Về thế này chưa ghé đâu hết trơn. Ghé cho em liền, nó quần áo mà bụi bặm hết đâu. Vô rửa mặt ra nha. Anh à, nếu như mà quan trọng dữ vậy thì thôi, tại sao mình không ở cơ quan luôn đi anh. Tự nhiên rồi đi về chi rồi thôi, phải quay lên nữa anh ha. Vậy tranh thủ về với em chứ. Anh đang cầm bánh cáo nè. Dạ. Về chi nữa, cực khổ ghê vậy đó. Anh ngủ về với em chứ. Ba, ra đây đi. Ôi nhớ quá luôn à. Lên rồi. Em biết không, anh đang chuẩn bị tiền làm đám cưới tụi mình đó. Thì à? Ừ. Thằng bạn anh đó nha, nó làm đám cưới chút xíu à, mà tốn có chục cây vàng á. Còn anh quyết định rồi,
anh phải để thật nhiều tiền, mười mấy hai chục cây luôn. Anh làm lớn thật là lớn, cho dưới quê nể. Nè, nếu cần nha, còn dư tiền á, anh mời nghệ sĩ hài thành phố, ca sĩ nổi tiếng thành phố về hết luôn. Rồi em thích lắm đó. Thiệt không? Ca hát 2-3 ngày luôn. Đó, được chưa? Nhưng mà nó nghe, anh đợi tiền đến bao giờ luôn, lâu quá lâu rồi, em đợi hoài em. Thì từ từ đi, chừng nào đủ tiền nữa. Thôi không có đủ đâu, tại vì em sợ lúc đủ xong tự nhiên ta đang vậy, ta bị biết là bà già vậy. Em mà già á, không bao giờ em già đâu. Nhỏ chút xíu là nhỏ hoài à, đâu có già đâu. Thôi mà, định không mà. Thiệt đúng không? Chút sau giờ cũng già. Không già cho mà. Cho nên bây giờ anh phải lo trước thôi. Em không lo thì bây giờ ai lo? Anh thấy không? Anh nói á, là anh là con một lúc mới quen. Mà bây giờ tới ngày đám cưới với ngày quan trọng không có thấy ba má gì ra lo ở trường á. Làm sao không biết. Thôi mà, nói nghe nè. Biết rằng anh là con một gia đình nhưng mà anh còn đứa em nữa chứ bộ. Anh chưa nói cho em nghe đó. Ông già anh cũng lớn tuổi rồi, với lại bây giờ ở dưới quê làm ruộng đâu có nhiêu tiền đâu, phải không? Anh còn gửi tiền cho ông già nữa. Bây giờ anh phải cố gắng lo cho ông già. Rồi sau đó em về đó, em khỏi phải làm dâu, được chưa? Chính vì vậy là em còn phải lo hơn nữa. Em suy nghĩ rồi nghe. Sao? Ví dụ như gì nè, bây giờ nếu như mà có một người ha, ke họ bỏ tiền ra, họ cho hai đứa mình cưới nhau. Lúc đó anh nghĩ như sao? Thiệt rồi hả? Chuyện khoa học viễn tưởng. Mà, không bao giờ ai mà tự nhiên cho bỏ mười mấy cây đâu để cho em cưới chồng hết chứ. Thôi không tin. Nhưng mà thôi, anh đi cưới vợ chứ không phải là vợ cưới anh. Anh thà chết chứ không bao giờ xài tiền của vợ. À, anh lo hết nha. Anh ngang ngược quá, anh nói chuyện với anh nữa. Thôi mà, anh lo hết mà nha. Anh sẽ lo hết cho em nha. Chuyện hột xoàn cả lượng á. À, tiền đâu mua vậy? Xí nghiệp. Anh sao vậy? Xí nghiệp gì mà xí nghiệp? Hồi nãy nói xí nghiệp bỏ ra mười mấy cây vàng để lo để em cưới chồng, giờ xí nghiệp cho thì chuyện bự gì nữa. Anh ngồi xuống đây nghe. Không. Thôi mà nè, anh nói thiệt với em nha, bây giờ anh có hơi nghi ngờ em đó. Từ hôm nay nè, đó quần áo nè, dây dép này nè, đừng nói xí nghiệp cho tiền mua nữa nha. Chị ngồi xuống cho em giải thích đi. Dạ, nói đi. Anh nói nghe nha, tại vì gì nè, bạn em á, nó làm ở trong cái giống như là cái tổ hợp mai á. Cái tổ hợp đó cần người hùng vốn. Cái em mới gom góp ở nhà có nhiều tiền em đưa cho người ta hùng vốn làm ăn. Thì bây giờ lời người ta phải chia cho mình vậy thôi mà. Em ơi, anh nói anh nghe nè, mấy cái xí nghiệp đó không được đâu. Làm ăn anh thấy nè, mấy bạn này nè, có xí nghiệp mai đó, bây giờ bán nhà, bán cửa, không đủ tiền để trả nợ nữa. Anh không muốn em dướng vô mấy chuyện đó. Em biết, hiểu không? Em biết mà. Nhưng mà xí nghiệp tốt, xí nghiệp này lời lắm mà. Lời cái gì mà lời dữ vậy? Thì anh không lo được thì thôi, để cho em lo đi. Cái chuyện cứ gàn gàn bướng bướng. Không được, anh không muốn em làm cái chuyện bất chính. Có gì đâu bất chính, chẳng qua tao lo cho anh thôi, gì đâu bất chính. Mà thôi, kỳ quá. Gì nữa? Anh về nhà anh giống như là ông công an vậy đó. Anh đi rã, anh về anh cứ tra hỏi người ta hoài. Anh xin lỗi, tại vì thật sự anh lo cho em mà, ha, đừng làm chuyện gì cho anh buồn nha. Nhưng mà có điều quan trọng nè, anh nói cho em biết đi, anh nói là đó là coi như anh sẽ dẫn em về quê ra mắt bà con, nghĩ đến chừng nào, đừng bắt em đợi hoài, chán quá. Anh tính rồi, chuyện đó em khỏi lo, anh tính đó là ngày mai sẽ dẫn em về nhà. Về nhà ra mắt cả sớm anh luôn. Sớm em thấy em nha, là sớm anh xỉu liền. Trời ơi, đẹp quá trời, dễ thương nữa. Nè, bảo đảm á, em thấy con Lý. Thấy Lý là mê liền. Lý nào? Lý em anh chứ còn gì nữa. Thấy nó lại mê liền đó nha. Còn nếu như mà Lý thấy em? Lý thấy em, nó cũng mê luôn. Còn bắt trai? Ông già hả? Ông già tuy dễ mà khó.
tuy khó mà dễ. Thôi em sợ quá. Nhưng mà em yên tâm đi, anh bảo đảm với em, ông già anh mà thấy em á là trời ơi mê dữ lắm. Biết sao em giống má anh, giống cái dễ thương, cười dễ thương không không à, giống là má cũng nhỏ 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 con như em vậy đó. Bảo đảm ông già sẽ khoái cô dâu tương lai liền. Ừ. Thương anh quá à. Em sẽ lo cho anh tất cả. Anh bứt hết lá cây lá khỏi ba em ra ba em la đó. Nhổ hết cỏ lá trồng lại đó nghe. Tự nhiên hẹn người ta ra đây đứng một tiếng mấy đồng hồ không nói gì hết trơn à. Úi da trời ơi, gãy tay em anh. Lý. Cái gì? Trời ơi, cái mặt em rất là dễ xấu đúng không anh? Buông ra coi, làm gì mà giỡn hoài à. Ui da, trời ơi, hết bức lá, bức tóc. Anh cũng giỡn miết thôi vậy. Anh, em thấy trong mấy cái phim Hồng Kông á, trước khi ta chia tay, người ta hay bức tóc rồi làm kỷ niệm đó. Anh đừng nói em, anh bức tóc làm kỷ niệm mà chia tay em nha. Ủa, sao em biết? Anh nói gì? Ủa, sao em biết là anh muốn chia tay với em? Chia tay em hả? Ờ. Tự nhiên sao chia tay tôi hả? Tôi làm lỗi làm gì mà tự nhiên anh chia tay tôi? Anh nó cười quá à. Giờ nói đàng hoàng đi, tự nhiên tôi làm gì anh là tự nhiên anh chia tay tôi, muốn em chia tay chứ. Có lỗi lắm đó nha. Có lỗi gì? Em sợ rác còn nhiều hơn anh nữa kìa. Tôi không biết á. Giờ nói đàng hoàng đi. Tôi làm gì mà tự nhiên đòi chia tay tôi chứ? Tí anh đâu có muốn đâu. Anh, à, bây giờ anh nói anh nghe nè, bây giờ anh nói đi, bây giờ anh muốn cái gì? Anh phải nói, người dân chào anh đòi chia tay với em đâu có được không anh? Ui dạ. Giờ nói đi, anh ui dạ. Sao vậy? Anh, đâu giờ lý do tại sao? Lý do tại sao anh không nói? Trước mặt anh lúc này xấu lắm hả em? Mà em giỡn hoài à, có cười quá à. Từ anh nói chứ, em không có lỗi gì hết trơn. Má anh còn khen em là dịu dàng, hiền lành, dễ thương nữa kìa. Chứ mà ở em không có lỗi gì đó. Mà tại vì do em là con của ba em. Ủa? Tôi con gái ba tôi, giờ chẳng lẽ anh nói tôi con gái ai? Nhưng mà má anh không kết ba em. Anh này ngộ nha. Tự nhiên á má tôi không kết ba anh. À, ba tôi không kết má anh đó. Rồi sao? Đó, tại cái chuyện mà ba em đi cua dì lành á, làm đám cưới dì lành á, má anh không có thích như vậy đâu. Ngộ ha. Nguyên cái sớm này á, kể cả má anh cũng vậy á, ai cũng đã phá cái vụ đám cưới này hết á. Mà tôi nghĩ vậy nè, tôi là con trong gia đình, ba tôi lấy vợ tôi không buồn thôi chứ. Tự nhiên sao ai cũng nói vô nói ra hết trơn vậy? Trời ơi, người ta nói là ba em á không yêu thương gì lành đâu. Em á thương tiền, thương bạc cái gì lành, thương cái nhà gì lành thì có đó. Thôi đi. Ba tôi nuôi tôi lớn khôn lên tới giờ này nè. Bây giờ ba tôi già rồi. Rồi tự nhiên cái giờ ham tiền ham cũ của gì lành làm gì? Đó, em nói cũng có lý nhưng mà tức thiệt. Mà sao ba em cũng ngộ ghê, thiếu gì người lấy chịu lấy, đi lấy gì lành làm cái gì cũng biết mà. Tại vì lành hiền, vì lành dịu dàng, vì lành nít ra, vì lành ở kế bên nhà, lửa gần rơm cho nên ba tôi mới cua được vì lành. Giống như anh vậy, anh ở gần nhà tôi anh mới cua được tôi. À, ủa, bộ ba tôi phải cua má anh mới chịu hả? Nói tầm bậy tầm bạ không à, Má anh cô đơn thiệt như á, má anh không cần mấy chồng đâu. Má anh có anh là má anh vui rồi. Bởi vì anh thương má anh lắm, anh nghe lời má anh lắm. Em về em nói ba em là đừng có đám cưới là vì lành đi. Anh nha, anh ích kỷ lắm nha. Nửa anh lớn rồi đó, rồi cái anh lấy vợ hôm qua anh cưới tôi. À, anh lấy ai cũng được, không cần lấy tôi. Thì đó, anh bỏ má anh ở nhà, cứ thủi con mình nè, anh là đồ con bất hiếu. Đâu có, lúc đó anh lấy em mà em cũng sinh cho anh một đứa con vậy. Đúng không? Tại gì vậy trời? Tự nhiên cưới người ta đang nói chuyện kia lộn. Ủa, bà đang nói lộn mà tự nhiên cưới hỏi vậy, tôi mới lấy anh. Thì em lấy anh thì anh lấy người khác, rồi người khác cũng sinh anh một đứa con. Rồi má anh có cháu vậy má anh không có buồn đâu. Anh nói vậy là cuối cùng anh cũng muốn chia tay với tôi với gì? À tôi vậy đó, tôi xấu vậy đó. Ba tôi xấu, tôi giống ba tôi. Anh không lấy tôi thôi, anh đừng đem ba chuyện ba tôi ra anh nói nha. Bây giờ anh đi về đi, đừng nghe tôi đang nghĩ. Nói vậy em giận anh đó hả? Về đi.
đó là má anh thôi, còn anh á, anh vậy là những là người quyết định nè. Anh thề với em nè, anh xin thề nè, anh thề với anh nè, chuyện tình cảm của anh do chính anh quyết định chứ má anh không có là gì hết. Anh thề lần nữa đi. Anh thề nè. Không tin thề lại đi. Anh lớn rồi chứ bộ, anh thề nè. Thề đi. Chuyện tình cảm của anh do anh quyết định nè, anh thề nè. Má tới kìa. Má em đừng có giỡn kỳ cục quá nha. Má tới thiệt á. Trời ơi, trời ơi, tích cha rồi. Em ơi, tích cha rồi, trốn đâu em. Má anh dữ lắm, má anh biết. Đừng nói anh ở đây nha. Anh á, anh vừa vừa với phải thôi nha. Tôi nói cho anh biết, anh mới thề tốt yêu đương với tôi xong, bây giờ tôi vừa mới nói má anh tới một cái hả? Kinh chố mà, con ngựa của anh vậy hả? Tôi giận anh luôn. Má anh đừng lăn lý. Anh á, hồi nãy mới bứt cọng tóc tôi phải không? Giờ trả đây không yêu đương gì hết. Bứt cọng sao mà trả được? Ui da, ui da. Thái ơi, không biết tôi hả? Trời ơi, trời đất ơi, mình làm gì đây vậy hả? Hả? Mà, làm gì núp ở trong mũi của nhà người ta vậy? Đọc chuyện. Chuyện gì vậy? Là chuyện hay lắm ạ. Chuyện hay đọc hay, hay đó mà nãy giờ đọc ngược vậy hả con? Trời. Hả? Dạ. Chuyện hay sống qua nhà mình đọc, qua nhà sớm đọc với con. Đúng rồi đó má. Mày hứa với má làm sao hả Thái? Trời má ngộ quá. Chuyện bác Sáu làm bác Sáu chịu, tự nhiên bắt con với Lý chịu là sao? Con ơi con, má cũng năn nỉ con, má xin con. Con lựa đứa con gái nào có cha mẹ đàng hoàng mà thương. Trời đất ơi, trời ơi, tình yêu mà má, con thương của mình Lý à. Nhưng mà tao không làm xui với thằng cha Sáu Đạo. Sao vậy? Bởi vì thằng cha đó là thằng cha không đàng hoàng. Thằng cha đó là già mà mất nết. Thằng cha không có tác bình. Má sắp làm xui với người ta à. Má thương con cái ha. Má mày ép con hoài, con ở giá đó. Mày hù tao hả? Mày đi về. Con không có về. Mày đi về. Không về. Mày đi về. Không về. Mày buông tay tao ra. Má buông tay con ra. Mày buông tay tao ra. Má buông tay con ra. Trời ơi, chết tôi rồi. Má cứ làm như là má thám tử vậy. Lỡ nó nghi quan cho người ta thì sao? Cái gì? Mày đúng thiệt. Tao nói có con trai trong nhà cho nó ngu ơi là ngu, má nó không nghe đi nghe đứa con gái hàng xóm. Tao mà nghi quan như người ta hả? Qua đây, xích qua đây. Ngồi đó là ông nói là mất công đó, mẹ con mình nói xấu hả? Thì cứ mỗi lần mà tao đi lên trên thị xã mua phân ha, hay là mua thuốc trừ sâu ha, hay là đi đám giỗ đám bảy gì là y như rằng mỗi tuần một lần nha mày. Sao? Là tao thấy thằng cha Sáu Đạo á vô trong mấy cái quán bia ôm đèn mờ. Ôi thì bở mà ngồi với mấy đứa con gái nhỏ nhỏ như con Lý đó, tao nói quần áo thì hở trên hở dưới. Trời. Tao hỏi mày, nếu mà thằng cha đó mà thương thiệt tình gì lành mày á, muốn lấy gì lành mày làm vợ thì còn cái kiểu mèo mã gà đồng để làm cái gì nữa, mày hiểu chưa? Cái kiểu này là lường gạt, mày hiểu không? Ở vậy á, ông bà mình vậy á, mua heo á thì chọn nái, cứ vợ chọn dòng, cái dòng giống cha nó như vậy làm sao dạy dỗ con gái? Mày cứ nó về 3-7-21 ngày nó bỏ mày, nó đi theo trai, mày khổ thì má cũng khổ con, làm sao con nỡ lòng nào cũng để má khổ hả con? Không phải má ơi, bác Sáu rồi, bác Sáu lên thành phố thăm anh Đức. Nhiều khi má nhìn lộn bác Sáu là anh Đức rồi. Trời đất ơi, nó cho mày ăn cái gì mày mê buồn quá vậy? Làm sao tao lộn cha Sáu Đạo với Đức? Mày nghĩ sao mà lộn được? Hả? Mà nói không gì? Nói gì hết, đi về. Không nói gì, nói con cưới Lý à, con cưới ai hết trơn á. Cái gì? Bộ mày định đám cưới với cha nó với anh nó chung lần á hả? Đâu có. Nín, không nói. Má cho con nói một câu. Nín. Một câu thôi. Không nói. Một câu thôi. Rồi nói đi. Ông cưới chứ con biết sao? Tổ mẹ mày, bây giờ mình đi về chưa? Mày đi về. Mày chạy đi đâu? Mày đi đâu? Mày... Con cưới Lý à, con không cưới Lý còn ở giá luôn á. Mày đi về. Mày về nhà nha. Tao về mà tao không gặp mày nữa đâu. Mày. Trời ơi. Không xíu nữa cầm cái chỗ về là mang tiếng à. Mày đi về nha, tao giờ thấy mày tao đánh mày chết. Liệu đây
lẽ bữa nay anh sẽ đưa em về ra mắt ba như đã hẹn. Nhưng bé Lý vừa điện thoại lên, nhắn anh về gấp. Nhắn về gấp. Nói không rõ lý do, cho biết ở dưới nhà có chuyện cưới hỏi rất quan trọng. Ở nhà có chuyện cưới hỏi. Dặn anh về liền. Anh đi gấp, không chờ em được. Chừng nào em về, nhớ thu xếp. Về với anh vẽ đường nhà anh cho em. Chào em, đừng giận. Chị quý sinh về gấp. Bé à, bé không dẫn em về thiệt á hả? Không sao đâu, em thương bé mà. Em sẽ làm tất cả cho bé mà. Em sẽ một mình em tự động lặn lội về nhà ra mắt ba chồng. Miễn sao cho ba và hàng xóm thương em là được rồi. Em thương bé. Ba. Trời ơi, khỏe không? Bữa nay yêu đời quá nha, ngồi nhổ tóc bạc nữa. Trời ơi, tóc ba nhiều bạc quá, mà nay mà nhổ sao hết, có nước cạo ấy mà hết đó chứ. Cây lên đầu mà giờ chứ cạo. Ba. À, nè, con mua cho ba ký thuốc xương lọc nè, ngon lắm. Đây nè, đó, thuốc này là loại đặc biệt rồi đó nha. Đây, còn ở đây mấy cây ba số để dành ba tiếp khách nha. Để đây. Rau. Ba. Lý nó điện thoại gì mà kêu con gì gấp vậy, có chuyện gì? Vụ cưới hỏi gì đó. Cưới hỏi. Ủa mà ba định cưới hỏi cho chồng cho anh Lý hả? Anh Lý hả? Không có. Không có cưới về chồng cho anh Lý. Không phải anh Lý. Ừ. Rồi. Con biết rồi. Gì? Trời, con thương ba quá. Ôi, thương ba quá. Vậy là ba định quyết định lấy vợ cho con. Trời ơi, ba hay dễ sợ nha. Con cũng tính là chiều nay về nói chuyện ba chuyện đó. Nè, đáng lẽ con phải dẫn người vợ sắp cưới con về đây, nhưng mà cô ấy bận công việc, thành ra là con nói thôi để chiều em xong xuôi công việc rồi em về luôn cũng được. Chiều nay cô về đó, con vẽ đường xong xuôi hết trơn à. Ừ. Ba. Ừ. Con nhìn ba biết ý con dễ sợ nha. Mà hôm đó ba nói ba không có tiền, mà sao bữa nay ba tiền đâu ba làm đám cưới con sớm gì à? Bán miếng đất rồi sao hè rồi. Trời đất ơi ba. Tiền làm đám. Ba nghĩ sao ba bán miếng đất sao hè vậy? Quá trời rồi chứ tao tiền bạc rồi đó. Trời đất ơi. Cả gia đình mình nó sống nhờ cái miếng đất đó. Rồi cái ba bán đi rồi nữa con đi lấy vợ rồi con Lý lấy chồng. Rồi ba rồi tiền bạc đâu ba xài, rồi ba lấy gì ba xài. Được. Mở vô ba đi thôi. Chứ ba mà bán đất ba lo cho con nha. Thì con quyết tâm là sau này sẽ lo cho ba đầy đủ hết trơn. Cưới vợ xong rồi vợ sẽ ở đây phục vụ ba luôn. Làm dâu luôn ha. Được rồi. Trời ơi mày về cái mày nói nguyên một băng là phan tao không có chen vô được cái gì. Ba cưới vợ con mừng quá con nói chứ sao ba. Đây nè nghe tôi nói kỹ nè. Không có đám cưới con Lý. Không có đám cưới của mày. Mày thì từ từ rồi tao cũng tính tới. Trời. Không đám cưới con Lý là không đám cưới con. Vậy chứ ba đám cưới cho thằng nào ba nói đi. Thằng cha mày được không? Thằng cha mày cưới vợ được không? Đất ơi mày làm gì mày dòm đó. Ủa tao là yêu quay hả mày dòm. Tao cười. Bà dạ? Bà giỡn con hoài à. Ba cưới vợ gì? Từng tuổi này mày lấy vợ gì trời? Mày xe ra thì xe ra. Bộ mày nói tao già đó hả mày? Xin lỗi mày nha mày. Tao còn ngon cơm lắm. Nhiều em cũng theo đuổi tao dữ lắm anh nha mày. Bà ba lấy vợ ai mà chịu lấy ba? Lấy ai nè bà nói đi. Sớm này bà lấy ai? Ai mà chịu lấy ba? Bà lành. Lành á. Bà là thợ mai bệnh. Bà làm ế chồng bển. Tao đọc mày nha mày. Tao cấm mày không có được kêu cái tiếng đó nha mày. Bả bây giờ là vợ tao, thấy không? Má của mày á. Ế thì đừng có mà ế. Xin lỗi mày à. Tao không trần ai cua bả dữ lắm mới được á mày. Chuyện này có thiệt hả ba? Sao không thiệt? Tao nói chơi rồi hả? Ba nói lại con lần nữa đi. Tao lấy vợ, lấy bà lành. Mày đồ.
được không? Trời trời, trời sao kỳ cục vậy kìa. Rồi trời ơi, ba nghĩ là sao ba đi lấy vợ ba? Tao vậy không lấy vợ được. Ba nhìn con cái tướng của ba vậy nè. Tướng tao sao? Nó sụi lơi vậy lấy vợ gì? Sụi lơi thì tao ẩn hết đó, đâu rồi ha? Tóc là bạc trắng rồi kìa. Bạc này nãy tao nhổ, nhổ không hết thì tao nhuộm. Thôi ba dừng lại giùm con lấy vợ nữa, ba lo vợ có con nè, rồi lo chồng cho Lý nè, già cả lấy vợ sao được nó lấy. Phải rồi, tụi bay chỉ lo cái thân tụi bay thôi. Còn tao già tao chết thì kệ cha tao. Phải rồi, tôi lại anh, bây giờ anh đừng có ngăn cản tôi nữa. Bao nhiêu năm nay tôi sống chung thủy với má anh nhiêu đó là đủ rồi. Má mày qua đời mấy chục năm rồi, bây giờ gần cuối đời cũng phải để cho có người ta hữu hỷ cho mày. Hữu hỷ vậy thôi được rồi, ba nói vậy đó con. Bây giờ là con bỏ công việc thành phố, con về đây là con lo cho ba. Bắt đầu bữa nay là con ở đây con lo cho ba luôn, cho ba khỏi lấy vợ được chưa? Mày không có quyền đó. Ba lấy vợ đó, lấy vợ là hàng xóm nhìn vô nè, gia đình mình nói giờ là nhìn vô nói ba sao rồi con đi ngoài đường ta nói con. Mày câm lại, mày giỡn mặt với tao phải không? Hàng xóm người ta cũng lên án nữa, tao lấy vợ này kia. Mày là con tao mày cũng cãi tao đâu phải không? Giờ ba nhất định lấy vợ không? Tao lấy bà là nên mày làm gì tao? Ba lấy vợ, con sẽ phát bánh trình cho đám cưới luôn. Mày ngon mày phá đi. Còn Lý đâu? Còn Lý hả? Con qua nhà bà Lành phụ mày áo cưới bệnh. Con đi qua gặp con Lý. Mày đứng đây. Mày qua bển mày quay hả? Mày có cái gì mày kêu cái gì đây nói chuyện. Mày qua bển mày nói ông sùm cho bà Lành đó, coi tao mặt mũi tao còn gì nữa. Con hứa với bà là coi như con Lý sẽ quậy bánh cái đám cưới luôn, quậy tới bến đám cưới không cho cái đám cưới xảy ra luôn. Ê, đứng. Đứng. Đụng con đánh mà. Bà nổ cha mày. Trời đất ơi, coi thời buổi này ngon ngon không? Trời ơi, cha lấy vợ mà phải hỏi ý kiến của con. Trời ơi, tôi tức quá trời quá đất à. Tôi gì mà nó nói tôi yếu, nó nói tôi già. Trời ơi, tôi gây lộn với nó chút xíu mà tôi tức quá trời, tôi tức quá trời quá đất. Trời ơi, tôi tức cái mệt rồi thấy không? Trời ơi.